Có rất nhiều các bậc phụ huynh hỏi về cái tài liệu để luyện thi cho các em luyện thi IOE từ lớp 3 đến lớp 9. Thì ở cái video này chia sẻ một chia cho một chia sẻ tài liệu. Sẽ chia sẻ với các thầy cô quý phụ huynh cái đường link mà chia sẻ tài liệu luyện thi IOE từ lớp 3 đến lớp 9. Driver của các cái tài liệu này thì ở trên nhóm toán tiếng Việt, tài liệu văn toán tiếng Việt do cô Thảo chia sẻ. Cảm ơn cô Thảo đã chia sẻ hai cái đường link này, hai đường link ở cái phần mở rộng của video. Trên kênh YouTube, hai đường link này nằm ở phần mở rộng của video. Khi chúng ta bấm vào cái đường link này thôi, bấm vào đường link 1, đường link 2, bấm vào đường link thứ nhất thì có cái bộ tài liệu IOE lớp 3, lớp 9 chúng ta có thể tải xuống thôi. Bấm vào cái này là tải xuống thôi. Bấm vào tải xuống. Khi tải xuống xong thì chúng ta thấy là đây nó được file nén này, chúng ta có thể giải nén ra. Giải nén ở đây, để nháy chuột phải và chọn giải nén ở đây thì ta sẽ được toàn bộ cái tài liệu luyện thi IOE lớp 3 đến lớp 9. Để xem. Rất nhiều tài liệu lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 gồm bình tiếng Anh 8 200 câu hỏi phát âm luyện thi tiếng Anh IOE này, 800 câu hỏi luyện thi IOE tiếng Anh 9 này, rất nhiều đề thi, các đề thi tham khảo giới từ IOE lớp 3, lớp 4, lớp 5, chọn bộ lớp 8. Các bậc phụ huynh có thể tải về, cô giáo có thể tải về. Trên nhóm thì mới chỉ có 1.000 thành viên thôi, vì vậy rất hạn chế. Nên chia sẻ lại để cho chúng ta có thể tải về để cho học sinh ôn trước. Đúng không? Tài liệu luyện thi IOE tiếng Anh 7 này. Vậy, rất nhiều tài liệu luyện thi IOE. Thế còn nếu như mà chúng ta kích vào cái đường link số 1, đây là đường link 2 nhé, đường link số 1 đấy. Đường link số 1 thì nó sẽ ra được cái này. Tài liệu luyện thi IOE lớp 3 và lớp 9. Để mà tải xuống lần lượt từng cái một thì chúng ta chỉ ví dụ tải cái 1450 bài luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 lớp 5 thì ra. Đây, nhấn mũi tên để tải về. Đó. Chọn cái địa chỉ để lưu. Chọn địa chỉ để lưu là được rồi. Nháy chuột phải cũng được. Đấy, đây đây chính là địa chỉ để chúng ta lưu được, địa chỉ để chúng ta lưu được cái file mà chúng ta tải về, chúng ta chọn địa chỉ lưu được. Hoặc là nháy chuột phải cũng được, nháy chuột phải và chọn tải tài liệu. Đấy, rất là nhiều tài liệu, giữa lớp 6 này. Đó, trong một lớp 6 có nhiều tài liệu này. Lớp 3 cũng có rất nhiều tài liệu, đúng không ạ? Lớp 4 rất nhiều tài liệu tham khảo để chúng ta có thể cho các em học sinh luyện trước. Lớp 5, lớp 8 tiểu học, tiếng Anh tiểu học, lớp 3, lớp 4, rất nhiều các cái file để chúng ta có thể tải về để tham khảo cho các em học ôn trước IOE. Ngoài ra thì chúng ta có thể bấm vào cái dòng tải xuống tất cả này. Khi mà tải xuống tất cả nó đang chuẩn bị đẩy xuống này, khi mà nó tải xuống nó nén vào thành một tệp thì chúng ta tải xuống được ngay, đúng không ạ? Cũng đến giống như vậy. Tôi tải rồi nên tôi hủy tải xuống đi. Khi mà tôi tải tất cả các tệp thì nó sẽ bấm vào chữ tải xuống này thì sẽ được tất cả. Tất cả nó chính là cái này. Nháy chuột phải vào, chọn giải nén. Nó sẽ được toàn bộ cái tài liệu này. Toàn bộ các tài liệu luyện thi IOE từ lớp 3 đến lớp 9 để cho học sinh, các bậc phụ huynh có thể tham khảo.